Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2. Đấy, như các bạn đã thấy trên màn hình, trong thời gian dưới tập mình đã mở rộng thêm một cái chỗ trồng lúa đây. Đấy, xây một chỗ farm cây này để dễ lấy gỗ các bạn. Đấy, và nhân ra được những giống ra thêm ít con bò. Rồi, trong tập hôm nay Lộc sẽ làm một ngôi nhà để đặt các bạn tranh các bạn. Đấy, định xây bên đó đấy. Đấy, Lộc cũng có farm thêm gỗ rồi. Đấy, được một mớ gỗ này. Như đây gõ chắc cũng đủ dùng các bạn, chắc phải dùng gỗ bạch dương đi. Hiện tại Lộc đang thích dùng gỗ bạch dương để xây ấy. Cái một ít gỗ sồi này. Rồi với như đây nguyên liệu và một ít đá nữa. Đấy, đây có đá nấu nữa này. Rồi con bển bắt đầu xây đó các bạn, đem theo cái gương để nhiều khi chứa đồ nữa. Và các bạn, mấy bạn kia chỉ mình làm súp nấm ấy. Ủa gì, súp củ dền chứ. Rồi giờ Lộc sẽ làm một vài bát súp củ dền này. À, được 4 cái luôn. Ăn thử các bạn. Đấy. Rồi cắt củ dền cho đi. Rồi, giờ quăng bánh xay thôi các bạn, xay bên đó đấy. Tại bữa hổm Lộc có dọn chỗ đó ra để lấy một ít hạt giống cho nên chỗ đó giờ khá là trống. Tiện thể xay luôn cái chỗ đặt bàn tranh luôn các bạn. Đấy, định đặt dưới hang nhưng mà thôi đi. Đặt để trên bờ luôn, để trên mặt đất luôn các bạn. Đây, nó gần con này thôi. Chắc dọn chỗ đất này ra cái đây. Rồi sau khi dọn chỗ đất kia ra chắc sẽ xây ngay đây các bạn. Nó ngang chảy ngang vậy này. Đấy. Giờ Lộc sẽ làm phần khung của nó trước nha. Rồi vậy là mình đã được cái khung rồi các bạn. Đấy, cái này chắc phải clip lại rồi để vậy nhìn kỳ quá các bạn. Đấy, chặt cái này ra đi để đặt rác dưới cho nó bằng luôn chứ để nó để trụ cao chứ thấp nhìn kỳ quá. Đấy rồi. Rồi tiếp theo là đặt mấy cái gỗ bạch dương như các bạn. Đấy, phần này Lộc định dùng gỗ bạch dương là chính thôi. Rồi được không ta, hay là dùng gỗ sòi nha. Chắc tạm thời bây giờ dùng gỗ sòi thôi các bạn. Đấy, để khi nào ấy đi rồi mình dùng gỗ bạch dương tiếp. Ốp hết gỗ sòi vào mấy cái tường này. Đó. Rồi giờ mình đã ốp xong rồi phần tường rồi các bạn. Đấy, tạm thời cái này sau này mình sẽ sửa lại chỗ này một chút này. Rồi bây giờ thì chắc đào phần dưới ra để ốp sàn các bạn. Ok, giờ đào phần cỏ này ra thôi. Rồi sau khi đã đập phần này ra thì chắc là Lập sẽ ốp ở phần bên trong thôi các bạn. Hãy ăn bát súp vô đây. Nhầm. Một bát súp họ được 3 cục thức ăn luôn. Wow. Giờ Lập sẽ ốp gì ở dưới ta? Ốp đá không thì không biết có đẹp không nha. Lập định dùng đá không các bạn à? Chưa, để về Lập lấy thêm ít gỗ sồi cái đó. Hết gỗ sồi các bạn. Đấy, có bốn mấy cục khối gỗ sồi thôi cho nên khá là thiếu. Chắc phải chặt thêm ấy. Ok, giờ chặt thêm thôi. Ok, mình đã chặt xong một ít gỗ rồi. Giờ lấy thêm một tí đá nữa các bạn. Mình hết đá mấy loại đá khác rồi. Chắc phải dùng đá cội luôn quá. Chắc dùng đá cội luôn các bạn. Để đem ít cái lò con bả nấu ra. Rồi, full slot à. Cắt cái tô vô đi. Đấy. Này có lo ăn tan không? Để mình đem cái lò con bả nấu luôn các bạn. Nhiều khi mình cần đá nấu ấy, phải nấu ra ấy. Cho nên phải đem theo cái lò mới được. Nghe. Rồi sau khi mình xây xong mình mới grab bằng enchant các bạn. Rồi. Giờ thì tiếp tục thôi. Đặt cái lò ra chắc nấu thêm đá trước đi các bạn. Như một tí là cần chắc đấy. Rồi, đặt các bạn chế tạo ra làm thêm tầm 2 cái nữa các bạn, 2 cái lò. Đó, 4 cái đi. Rồi. Nấu một xì tát này. Rồi, sau một hồi mình quyết định ấy, mình sẽ làm cái kiểu như xen kẽ các bạn à. Mình sẽ dùng cái gỗ bạch dương đấy, mình đặt ở dưới luôn. Đấy, đặt gì này. Rồi sau đó mình sẽ cạo vỏ, nhìn cái texture nó rất là đẹp các bạn. Đấy, đặt kiểu xen kẽ như này. Đấy, phần sàn thì có rất nhiều cách để trang trí phần sàn các bạn. Các bạn có thể lên YouTube để tham khảo thêm nha. Đây mình thì thích làm kiểu hai lớp xen kẽ vậy thôi. Sau này có thể mình đổi thành 3 lớp rồi 4 lớp chẳng hạn. Rồi hình vuông này, nói chung có nhiều cách để các bạn trang trí phần sàn lắm. Đấy, tùy theo sở thích mọi người thôi. Rồi cạo vỏ ra. Đó.
Rồi mình đã hoàn thành rồi. Đấy, phần máy nó kiểu gì này các bạn. Đấy, cái này thừa, cái này thừa. Mình đập ra, đập ra. Đấy, phần máy nó sẽ như vậy đấy. Ổn chưa? Ok, mình thấy gì là ổn rồi các bạn. Rồi, giờ làm mình cho nó viền qua đây luôn. Đấy, nó có cái viền các bạn. Chứ là máy gỗ không ấy, mình thấy nó không có đẹp ấy. Rồi, tương tự ở hai bên luôn các bạn. Ở bên đây cũng phần máy nữa này. Đó. Chắc là phải làm thêm cái cầu thang gạch đá cơ mà. Rồi, vừa đủ luôn. Rồi tiếp theo là đây. Còn thiếu cái viền, không sao, cái này thì được. Mình còn đang nấu này. Hiện tại đá mình hết luôn rồi các bạn. Chắc phải chút nữa phải đi mai thôi các bạn. Thì hết đá luôn rồi. Làm phần viền đi. 1 2 3 4 5 6 7. Thiếu một cục. Thiếu đúng một cục luôn các bạn. Rồi, làm thêm một lần nữa thôi. Phải đổi thêm gạch nữa. Đấy. Rồi, là xong phần viền rồi. Bùm. Đấy. Sau đó sẽ là dùng máy phần gì ta? Chắc tiếp tục là gỗ con sao đó các bạn, tại vì gỗ con sao mình có khá là nhiều ấy. Làm thêm một ít cái hàng rào nữa các bạn. Cầu thang chứ các bạn. Đấy. Rồi. Đây, đây. Rồi xong rồi đó. Thì là phần máy đã xong rồi các bạn à. Giờ chỉ việc ốp ở mặt trước, mấy mặt ở phía trước thôi. Đây, ốp cái này lại này. Chắc mình dùng gỗ sồi luôn các bạn. Đấy, dùng gỗ sồi ốp vô đi. Đấy, để cho nó trùng màu với cái phía dưới này. Ở đây có nên làm trụ không ta? Đấy, đi làm thử cái trụ gì các bạn. Đặt về. Đấy, kiểu như là một cái cửa sổ các bạn. Đặt lên. Ây da, cao quá. Rồi, đây. Đấy, ở đây đặt một cái cửa sổ này. Đặt hoặc hàng rào cũng được các bạn. Đấy, tùy sẽ thích mọi người thôi. Rồi, làm tương tự ở mấy mặt còn lại luôn nha. Rồi, vậy là mình đã xong việc ốp rồi các bạn. Đấy. Vậy là đã gần như là hoàn thành ngôi nhà rồi. Rồi ăn vô cái đã. Nãy giờ là xây mà quên ăn các bạn. Ok, giờ làm thêm một ít cái hàng rào các bạn. Hàng rào gỗ sồi ấy. Hàng rào gỗ sồi đây. Để đặt ở phía trên này các bạn. Đấy, các bạn yên tâm ở trên đây nó sẽ không có quái nha. Tại các bạn xem cái này là cái nửa slab các bạn. Nửa slab ở dưới ấy, cho nên gì nó sẽ không spawn quái đâu. Các bạn cứ yên tâm. Khi nào cần chắc mình sẽ sửa lại sao. Còn tạm thời cứ để vậy thôi. Đấy. Và đó, giờ đã hoàn thành rồi các bạn. Công việc tiếp theo đó là đặt cái bàn enchant vô đây này. Ok, giờ xuống dưới grab cái bàn enchant đó các bạn. Giờ ăn dưa hấu hết súp à. Tí nữa rảnh mình sẽ làm thêm một ít bát súp nữa. Đấy, rồi qua tập sau mình sẽ làm đổi món khác nữa các bạn. Đấy. Củ giờ chín hết này, lúa cũng chín hết này. Tí mình thu hoạch sau luôn các bạn. Giờ sẽ làm cái bàn phù phép. Tại vì mình vừa lượm được ít cuốn sách bên tụi dân làng tập trước ấy. Đấy, dưới ở đây mình có nhiêu da bò ta. Hai mấy cục da bò, một ít mía nữa này. Rồi, đổi ra giấy hết đi. Đó. Rồi. Cuốn sách đâu. Cái này kệ sách các bạn. Sách đây. Được hai mấy quyển nữa. Wow, bốn mấy quyển sách luôn. Giờ sẽ đổi ra gỗ này, tại vì làm cái kiện sách kệ sách nó tốn khá là nhiều gỗ các bạn. 16 kệ đủ chưa ta? Tập cũng không nhớ nữa. Tạm thời là vậy đi. Mình còn phải chừa còn đúng một cuốn sách nha các bạn. Một cuốn sách để làm bàn phù phép đây. Hai cục kim cương và bốn cục obsidian. Đó. Rồi bàn phù phép đâu? Đấy. Rồi. Không bệnh đặt luôn các bạn. 1 2 3. Các bạn tranh để đây này. Đấy. Đó là ở đây. Được nhờ. Đặt hết ở đằng sau được không ta? Coi được 20 level rồi. Đặt ở trên nó cũng 20 level các bạn à. Phí rồi. Phí hết mớ gỗ. Phải gấp thêm cái kệ sách đó các bạn. Kệ sách đây, mình sẵn đó mình chỉ với bạn công thức luôn. Đấy. Chủ yếu là mình đập ra mình chỉ tốn thêm gỗ để mình làm lại thôi. Đó, đủ chưa?
30 level các bạn. Vậy là đủ đủ level rồi. Cái bàn chế tạo đặt ở đây đi. Để phía dưới luôn các bạn, nhiều khi mình cần mình craft luôn. Đó. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Trên đây chắc đặt chết này, đặt mấy cái rương các bạn. Đặt cái rương này ra đi. Được chúng ta hay đặt ở đây. Ồ, đặt ở đây đẹp hơn này. Đấy. Rồi bên đây kiểu như đặt lò nấu rồi giường ngủ các kiểu các bạn. Đấy, ngủ luôn. Rồi hiện tại mình đã dọn dẹp xong các bạn. Giờ đi xuống cái hầm đào mỏ thôi. Đấy. Chắc bây giờ mình sẽ ráng tìm thêm ít kim cương nữa các bạn à. Tại vì trong kho đồ mình hình như giờ còn có 3 kim cương hay sao ấy. Đấy, phải tìm thêm kim cương để còn làm giáp kim cương nữa các bạn. Hiện tại giờ dùng giáp sắt này. Thấy mấy con quái nó quýnh đau lắm các bạn à. Còn chỗ này nó sâu sẵn này, mình đi xuống dưới sâu sâu ấy rồi mình đào kiểu creep mining các bạn. Kiểu đào xuống rồi đào qua hai bên ấy. Đấy, có xô nước này. Các bạn đi mai nhớ đem theo xô nước nha. Rồi, đây có thang mình chưa kịp lấy nè. Không sao các bạn, mình có đem thêm mười mấy cục thang rồi. Tí nữa đào gặp thêm thì mình lấy thêm thôi. À ha. Mình nghe tí con skeleton ở phía trước các bạn. Không biết có phải là cái spawner không nữa. Hy vọng cái spawner các bạn. Thì spawner skeleton nó sẽ cần thiết ấy, để mình lấy bột xương thôi. Mấy bột xương cũng có thể craft được cái khối gì ta. Khối xương các bạn. Đó. Ủa sao hết nghe rồi ta. Đấy, nó đâu trên đây này. Để mình đặt block lên thử các bạn. Đặt lên. Ồ đúng rồi, cái hang này. À có một con à. Ồ, tiền thể khám phá cái hang luôn các bạn. Mình thích tìm kim cương trong hang hơn. Chứ đào gì lâu lắm rồi, đào cái hên xui ấy. Đấy, còn tìm trong hang nó sẽ được nhiều quặng sắt hơn. Đó. Ồ, đây có hồ lava này. Sắt hết toàn. Ok, lấy sắt thôi. Thang từ từ đào các bạn. Tại vì chưa có cúp hiệu suất với gia tài. Lười đào lắm các bạn. Còn cục sắt cả lấy luôn. Rồi đào tiếp thôi, hy vọng sẽ tìm được kim cương trong thời gian sớm nhất. Ok, hẹn lại các bạn khi mình tìm được kim cương nha. Ơ what? Kim cương ngay trên đầu luôn các bạn. U 2 cục. 1 U 2 cục, 3 cục. U 4 cục, U 5 cục luôn. Wow. Quá là hên đi mà. Rồi ok, tắm đút đi. Đấy, vậy là công thức nãy giờ đào được 5 cục kim cương các bạn. 5 cục thì chưa đủ đâu. Chắc giờ phải farm level để gì ta? Để lên cấp 30 các bạn. Đấy, cấp 30 nhiều khi mình enchant ra cái cấp gia tài đấy. Rồi giờ chắc đi xuống địa ngục farm cái thạch anh là mau nhất các bạn. Ok. Giờ trở về đi farm thạch anh thôi. Rồi, mình đã cắt đồ xong rồi các bạn. Giờ đi xuống địa ngục để lấy kinh nghiệm các bạn, mà mình sẽ không đào thạch anh đâu. Tại vì ở tập trước ấy có một bạn comment là kêu Lộc thực hiện thử thách là giết 100 con zombie midman các bạn à. Đấy, đây là thử thách đầu tiên đây. Đấy, lần này mình sẽ thử giết 100 con zombie midman có được không nha các bạn. Hy vọng sẽ không bị nó ăn hành bán hành cho, tại vì mình đang xài giáp sắt ấy. Giáp sắt nó quánh hai con quánh chừng 4 cái là lập ngõm rồi đấy. Tại vì zombie midman rất là mạnh các bạn. Ok, giờ sẽ mình sẽ không dùng kiếm nha, tại vì kiếm không mạnh ấy. Mình sẽ dùng rìu luôn. 100 con giúp pin biết men phải không? Ok, đoạn này chắc mình tu nhanh các bạn. Đấy, hy vọng các bạn xem hết cái đoạn thử thách, thực hiện thử thách của Lộc nha. Đấy, để xem Lộc có chết mang nào không. Rồi đây hai con này. Ok, bắt đầu thử thách thôi. 1 2 3 nhặt lên. We'll be right back.
sao, vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đã xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ một người đã thuộc lời, để biết mình lớn rồi nên là bài không thuộc thôi. Thiếu thuộc ta nói buồn đâu đã còn chẳng tan, nhưng ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạt. Giữa trời đông giá rét hai đôi mình có băng tan, và bất kể ngày đêm mình nghĩ đến ai chẳng tan. Mình đã hoàn thành cái thử thách 900 con zombie các bạn. Giờ mình về rồi mình sẽ bật thống kê cho các bạn xem nha. Để đứng đây bật thống kê bị nó quánh chết đây. Ok, giờ mình sẽ quay trở về thôi. Rồi ok, mình đã trở về rồi đây. Đến bây giờ được một đống kiếm. Rồi ok, mình giờ mình bật thống kê cho các bạn xem nha. Đấy, thống kê này. Rồi đâu rồi. Đây, người lợn thay ma mình giết được 103 con này các bạn. Đấy, 103 con này. Đó. Rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Lộc. Hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ channel của Lộc nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.